của các anh chị em nghệ sĩ. Và chỉ xin quý vị dành một tràng pháo tay chào đón Ngô Khải Anh. Em ơi. Đẹp trai nhất nhà luôn á. Xin quý vị chào với Hành một tràng pháo tay được không ạ? Dạ. Một người bạn rất là thân trong nhóm với Ngô Khải và xin chúc cho Mỹ Hạnh thật là nhiều sức khỏe nè, thật là nhiều show và sắp tới bay show ào ào nha. Dạ vâng. Nhảy nha. Xin tặng cho quý vị kia không được bằng tên, mong một ngày. Xin mời quý vị ra sân nhảy nha.